Ngõ trước nhà thì xe ba bánh vào, khá là đều nhau, không có chỗ nào bị nhỏ quá, đi lại thuận tiện. Diện tích của nhà được công nhận trên sổ đỏ, có bao gồm cả phần để xe và lối vào này là 33 m². Phía ngoài này thì làm cổng sắt sơn tĩnh điện khá là đẹp và sang trọng. Nếu không tính cái phần diện tích để xe này thì diện tích xây dựng thực ở trong nhà là 30 m². Tầng 1 thì xây 33 m lấy chỗ để xe, tầng 2 thì lấy ban công rộng. Về cơ bản thì đây là một căn nhà quay hướng nam thuộc Đông Tứ Trạch. Ở đây là trung tâm và sầm uất rồi, đi lại rất là thuận lợi. Thửa đất này về thực tế là nó không vuông vắn, càng vào trong thì càng rộng, càng vào thì càng thấy thích. Nhà được xây dựng theo giấy phép 5 tầng với công năng sử dụng là 3 phòng ngủ. Tầng 2, 3, 4 thì mỗi tầng 1 phòng và 1 vệ sinh. Tầng 5 thì có gian thờ, sân phơi, nội thất là cơ bản. Quý vị đang xem là nhà vệ sinh và phòng ngủ ở tầng 2 đây ạ. Điều đặc biệt về thiết kế nó cũng gắn với đặc thù của thửa đất này. Đó chính là không gian sân và ban công rộng ở tầng 2. Xin mời quý vị cùng tiến ra để chúng ta xem kỹ hơn nhé. Ở phía ngoài này thì chúng ta có thể kê bàn trà, hóng gió, treo hoa rất là đẹp. Theo em thì nhà đất là tiêu biểu cho sự không hoàn hảo. Quý vị đi xem nhiều thì sẽ thấy rằng không có căn nhà nào được 100% đâu ạ. Khi mà chúng ta chấp nhận chấm từ điểm 7 trở lên cho một căn nhà nào đó thì có thể cân nhắc mua được rồi ạ. Với thửa đất sẵn có thì thiết kế như thế này là hợp lý và cũng chẳng có cách nào hợp lý hơn đâu ạ. Đây là khu dân cư ổn định, xung quanh đều là các căn nhà cũ. Căn này thì xây mới độc lập một mình, xây khung cột bê tông. Ở trong thì thiết bị vệ sinh hiện đại, sàn gỗ thì đầy đủ các phòng ngủ. Cách phối màu sơn hài hòa, cộng với phào chì, giấy dán tường và trần thạch cao được hoàn thiện đẹp, nó cũng tạo điểm nhấn và tạo sự sang trọng cho ngôi nhà này. Giá thì em có để cụ thể ở dưới phần mô tả của video này. Với mức giá trên thì bên bán sẽ bao trọn thuế phí giấy tờ sang tên sổ đỏ. Đây được đánh giá là một mức tài chính phù hợp với nhu cầu của nhiều người đang cần tìm mua tại khu vực này. Ở khu này, với chất lượng xây dựng như thế này và theo mức giá thị trường hiện tại. Hiện giờ thì nhà có sổ đỏ chính chủ, pháp lý sạch, không tranh chấp, không quy hoạch, về ở được ngay. Trong nhà thì sử dụng được 3 phòng ngủ rộng, mới, thiết bị xịn sò, đường chờ thì đầy đủ cả. Số điện thoại thì em có để ở góc dưới màn hình nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video.